được sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết, thì tôi xin phép được thay mặt cho Ban Bí thư báo cáo với các đồng chí về hai nội dung. Thứ nhất là về công tác giáo dục của đoàn trong nhiệm kỳ mới, và cái thứ hai là về nội dung phong trào tuổi trẻ xung kích và bảo vệ Tổ quốc. Đầu tiên, báo cáo các đồng chí là tôi xin phép đi vào nội dung thứ nhất là về công tác giáo dục của đoàn trong nhiệm kỳ, một số những cái lưu ý, một số những cái nội dung trọng tâm, một số những quan điểm lớn về triển khai công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Kính thưa tất cả các đồng chí, một trong những cái chức năng quan trọng và cơ bản của tổ chức đoàn đó là cái trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Thì như vậy, công tác giáo dục đóng vai trò rất quan trọng. Tổ chức đoàn giáo dục cho thanh niên thông qua nhiều phương thức, trong đó phương thức giáo dục trực tiếp, giáo dục và tuyên truyền trực tiếp và giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng của đoàn. Và trong chuyên đề của mình là tôi xin phép được chủ yếu trình bày các công tác tuyên truyền giáo dục trực tiếp của đoàn và dành thời lượng nhất định để trao đổi với các đồng chí về cái phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc gắn với an ninh quốc phòng. Và các nội dung nghiên cứu khác về các phong trào hành động cách mạng thì các đồng chí sẽ được tiếp cận, được trao đổi chi tiết kỹ hơn vào các chuyên đề tiếp theo. Để chúng ta nói về cái nội dung của công tác tuyên truyền giáo dục thì chúng ta cũng quay lại một chút về các cái kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 của công tác tuyên truyền và giáo dục của đoàn. Thì đối với những nội dung này thì tôi cũng xin phép dành một thời lượng nhất định thôi, không quá dài, để chúng ta điểm lại những kết quả, những ưu khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiệm kỳ trước, để trong suốt một cái nhiệm kỳ, trong suốt một quá trình tổ chức đại hội thì chúng ta cũng đã được tham góp ý kiến, chúng ta cũng được lắng nghe những cái đánh giá từ cấp cơ sở, từ những chuyên gia cho đến đại đoàn toàn quốc lần thứ 12 vừa rồi. Chúng ta cũng đã được tham gia cho ý kiến trong những cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cũng xin khái quát và nhấn mạnh thêm 6 điểm nổi bật trong nhiệm kỳ mà chúng ta đã đạt được đối với công tác tuyên truyền và giáo dục. Thứ nhất là công tác giáo dục chính trị được chú trọng và có nhiều cải tiến. Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên mới được kết nạp, được hệ thống lại từ 6 bài ban hành từ năm 2013 thành 4 bài theo quan điểm cập nhật được những thành quả nghiên cứu lý luận thực tiễn mới và phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển tải các nội dung học tập và kiểm tra, đánh giá trên mạng Internet để tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên được tiếp cận và học tập. Nhiều cuộc thi trực tuyến được tổ chức với hình thức phong phú, qua đó số lượng đoàn viên được học tập chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua có tăng so với giai đoạn trước đó. Thì báo cáo đồng chí đây cũng là một nội dung cũng khá là bao trùm về nội dung và phương thức của chúng ta thiết kế trong công tác tuyên truyền và giáo dục của đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Cũng bước đầu và đã có những cái kết quả nhất định đối với cái việc là chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng không gian của mạng Internet, mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục. Chúng ta cũng đã thấy là trong nhiệm kỳ vừa qua là các cuộc thi là cơ bản chúng ta là tổ chức trực tuyến, đánh giá trực tuyến, ghi nhận cũng trực tuyến, thì đây cũng là một cái điểm nổi bật trong nhiệm kỳ. Và nội dung này thì chúng tôi cũng đã đúc kết thành những cái bài học và nó cũng sẽ được phát huy trong cái nhiệm kỳ hiện tại của chúng ta. Lực lượng nòng cốt làm công tác giáo dục chính trị được củng cố với mô hình tiêu biểu là câu lạc bộ lý luận trẻ lần đầu tiên được triển khai trên quy mô cả nước. Và chúng ta cũng qua việc triển khai này thì cũng có đạt được một số những cái kết quả rất đáng là khích lệ. Trong 5 năm qua đã có hơn 2.000 câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp được thành lập và hoạt động hiệu quả. Và tổng số báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn được củng cố với hơn 70.000 đồng chí, hoạt động rất là hiệu quả trong cái việc thực hiện triển khai tổ chức hoạt động cho câu lạc bộ lý luận trẻ của chúng ta trong 5 năm vừa qua. Thứ hai là tổ chức đoàn cũng đã chủ động thay đổi từ việc nắm bắt và định hướng dư luận thành tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh tự phòng ngừa, đấu tranh một cách có chủ động với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cơ quan báo chí xuất bản của đoàn đã phát huy tốt những vai trò định hướng giáo dục thanh thiếu nhi, và việc nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên hơn, chủ động hơn
và áp dụng các giải pháp kỹ thuật nên tính hiệu quả có cao hơn. Thì báo cáo đồng chí đây cũng là một cái điểm thứ hai nổi lên đối với kết quả của nhiệm kỳ 17-22 của chúng ta. Báo cáo đồng chí là chúng ta cũng đã bước đầu thay đổi cái phương pháp tiếp cận từ việc nắm bắt và đấu tranh với những cái thông tin tin giả, tin chống phá từ các thế lực thù địch. Chúng ta bắt đầu cũng đã xem trọng hơn và đặt cái gọi là cái sức phản kháng của thanh niên trong việc tiếp cận những thông tin này vào việc là trọng tâm. Như vậy thì chúng ta chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin và trang bị cho các bạn đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt cái việc tiếp nhận thông tin và đấu tranh trước những thông tin có dấu hiệu sai lệch hoặc là từ các thế lực thù địch. Và các cơ quan báo chí xuất bản của đoàn thì cũng đã làm tốt cái việc này, chủ động hơn, thường xuyên hơn, ứng dụng công nghệ nhiều hơn. Chúng ta có các hệ thống, các đồng chí cán bộ đoàn, hội các cấp cũng là một cái kênh để chúng ta thu nhận thông tin, để điều phối, để tuyên truyền kịp thời. Tuy nhiên là nổi lên trong thời gian gần đây thì các cái không gian, các cái công cụ kỹ thuật cũng có thể giúp chúng ta làm được việc này, và qua đó thì chúng ta có được một cái nhìn toàn diện hơn, nhanh hơn và phản ứng tốt hơn đối với cái việc tuyên truyền giáo dục cũng như là cái việc định hướng thông tin cho thế hệ trẻ. Nội dung thứ ba là trong công tác giáo dục truyền thống thì tổ chức đoàn cũng đã phát động và triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị và có tính phân kỳ, phân chặng theo các tuyến lớn rõ rệt và được triển khai tiếp nối nhau để tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị giáo dục đoàn viên thanh niên có tính liên tục, rộng khắp, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Từ đó đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn đoàn và thanh niên cả nước, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mọi tầng lớp nhân dân. Và đồng thời nhiều công cụ hiện đại cũng đã được áp dụng trong tuyên truyền, giới thiệu đến đoàn viên thanh niên về những sự kiện, những mốc son lịch sử, và qua đó để đem lại hiệu quả cao hơn. Thì bao trùm trong cái ý này thì báo các đồng chí đây là cái tính kế hoạch và cái tính điểm rơi, tính trọng tâm, trọng điểm của công tác tuyên truyền giáo dục của chúng ta được đầu tư hơn, có cái tính dài hơi hơn và mang cái tính chủ động cho toàn hệ thống. Thì cái này cũng là một cái bài học mà phần sau thì tôi cũng sẽ nói với các đồng chí một số những nội dung nó liên quan tới những bài học tốt này mà chúng ta có được từ nhiệm kỳ trước để chúng ta đưa vào cái quan điểm chỉ đạo cho nhiệm kỳ hiện tại của chúng ta đang triển khai thực hiện. Thứ tư là trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, tổ chức đoàn đã cụ thể hóa các giá trị cốt lõi của tâm trong chí sáng hoài bão lớn thành 12 tiêu chí hình mẫu thanh niên và được cụ thể hóa với từng địa phương đơn vị trong cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Cùng với đó, với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, nhiệm kỳ vừa qua các cấp bộ đoàn hội đội cũng đã thường xuyên đăng tải chia sẻ những thông tin tích cực trên các trang thông tin, trên các mạng xã hội để lan tỏa đi những câu chuyện đẹp hàng ngày, lấy yếu tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Thì báo các đồng chí đây cũng là một cái nội dung mà nổi lên trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là cái tính lượng hóa của chúng ta, những chủ trương, những cái đường lối, những cái định hướng lớn của đảng, của đồng chí Tổng Bí Thư thành những cái tiêu chí hết sức cụ thể, gần gũi và phù hợp với điều kiện của thanh niên tại những địa phương mà các bạn đang học tập, đang công tác, để cái việc lượng hóa này, cái việc cụ thể hóa này nó giúp cho các bạn thanh niên tiếp cận dễ hơn những cái quan điểm lớn, những cái định hướng lớn mà chúng ta đang triển khai. Và cùng với đó thì lấy phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, thực ra đây cũng là một cái phương châm xây là chủ yếu, để chúng ta phủ xanh, để chúng ta tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên. Và nhiệm kỳ vừa qua chúng ta đã bắt đầu cái phương châm này với được nhiều những cái công việc cụ thể, và qua đó cũng đã bước đầu có được những cái kết quả. Chúng ta cũng đã có định hướng và có được một số những mô hình cách làm rất là tiêu biểu trong thời gian vừa qua. Thứ năm là trong công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật được chú trọng triển khai thông qua nhiều hình thức hấp dẫn phù hợp với tâm lý của giới trẻ. Và đặc biệt thì trong nhiệm kỳ vừa qua, với việc Quốc hội thông qua luật thanh niên, Chính phủ ban hành chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các cấp các ngành đã có sự đầu tư quan tâm và cũng từng bước có nhiều cái chính sách đầu tư tạo điều kiện nhiều hơn cho thanh niên phát triển. Thứ sáu là việc đổi mới những phương thức giáo dục đem lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là tối ưu sử dụng được cái ưu thế của công nghệ và chuyển đổi số.
các cấp bộ đoàn hội đã chủ động tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời thích ứng, tận dụng tối đa tiện ích của Internet và mạng xã hội để tập hợp định hướng giáo dục thanh thiếu nhi và dần trở thành một phương thức giáo dục quan trọng và rất có hiệu quả. Và bên cạnh đó thì tổ chức đoàn cũng mô phỏng hóa thiết kế các nội dung, thông điệp tuyên truyền, giáo dục thành những thông điệp ngắn gọn, hiện đại, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, vì thế dễ tiếp cận và truyền tải tới các bạn trẻ. Thì báo cáo chí nội dung này thì có hai ý. Một là chúng ta ứng dụng cái chuyển đổi số, thì cái này nó cũng nằm dàn trải trên các mặt công tác của tuyên truyền giáo dục. Thì báo cáo các đồng chí trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà dịch bệnh Covid-19 rồi các cái ảnh hưởng của nó đối với công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi, và trong đó có cái việc chúng ta thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục của đoàn. Thì ứng dụng công nghệ triển khai trên các nền tảng trực tuyến nó cũng đã góp phần giúp chúng ta vượt qua cái khó khăn đó mà hoàn thành cái nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền giáo dục. Mà cũng chính vì cái điều kiện đó, chúng ta cũng thấy rõ hơn cái hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, về cái mức độ hiệu quả, về sự tiện lợi, về sự tiết kiệm đối với chúng ta triển khai các nội dung của mình. Và cũng giúp chúng ta một bước để trong cái việc là đánh giá ngược lại hai chiều cái mức độ tiếp cận của các bạn đoàn viên thanh niên đối với những nội dung tuyên truyền giáo dục của chúng ta. Và nội dung thứ hai thì một lần nữa trong nhiệm kỳ thì chúng ta cũng đã lắng nghe nhiều hơn cái thị hiếu, cái mong muốn, cái sở thích của các bạn đoàn viên thanh niên và các cái trào lưu mới mà có hiệu quả trên các không gian mạng, để chúng ta cũng bắt nhịp vào đó để thiết kế những cái ấn phẩm, những cái công cụ tuyên truyền ngắn gọn hơn, bắt mắt hơn, dễ tiếp cận hơn đối với đoàn viên thanh niên. Và cái điểm này cũng là một cái điểm mà chúng ta cũng đã thống nhất trong đại hội để tiếp tục phát huy nó trong nhiệm kỳ thứ 12 của chúng ta đối với công tác tuyên truyền giáo dục. Đó là những điểm được của chúng ta trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó thì đối với công tác tuyên truyền giáo dục trong nhiệm kỳ thứ 11 thì cũng đã chỉ ra những cái tồn tại hạn chế cũng rất là cụ thể. Và đây cũng là những bài học rất là quý báu để chúng ta khắc phục, chúng ta triển khai trong nhiệm kỳ lần thứ 12. Trong đó có 4 cái nội dung mà nhiệm kỳ đã xác định là 4 tồn tại hạn chế. Thứ nhất là việc triển khai cái việc thực hiện chỉ thị số 05 của một số cơ sở còn chưa được thường xuyên liên tục, còn chưa sáng tạo trong việc xác định nội dung, cách làm, tiêu chí cụ thể để phù hợp với thực tiễn. Cái thứ hai là việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời, đặc biệt là thanh niên khu vực đặc thù, thanh thiếu nhi yếu thế. Thứ ba là một số đơn vị chưa chủ động trong công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Thứ tư là hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên chưa cao. Thì báo các đồng chí là những cái nội dung này thì chúng ta cũng đã được có được những cái minh họa rất là cụ thể trong đại hội của chúng ta, để chúng ta xác lập 4 cái nội dung tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền giáo dục mà chúng ta phải tập trung để khắc phục trong nhiệm kỳ. Cái việc đối với cái nắm bắt tình hình dư luận thì báo cáo chỉ là nhiều khi trong nhiệm kỳ chúng ta vẫn còn lúng túng, để xảy ra điểm nóng và chúng ta cũng chậm phản ứng, chưa kịp thời cung cấp những thông tin chính xác, có uy tín để đoàn viên thanh niên kịp thời phản ứng trước những cái thông tin xấu độc này. Và thực hiện cái nghị quyết số 35 của đảng thì nhiều khi, đôi lúc, một số nơi thì chúng ta vẫn còn thực hiện thiếu sáng tạo, thiếu quyết liệt, cũng để xảy ra một số những cái điểm nóng, nhất là trên không gian mạng về những cái thông tin này. Thì đây, trong nhiệm kỳ chúng ta cũng xác định đây là một trong những cái hạn chế. Đó là về một số những nội dung, những điểm được và những điểm mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm, phải có giải pháp trong nhiệm kỳ thứ 11 của chúng ta. Và từ đó thì chúng ta trong đại hội cũng đã xác lập những cái mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác tuyên truyền và giáo dục của nhiệm kỳ. Báo cáo đồng chí là do cái nội dung về định hướng tuyên truyền giáo dục là nội dung hết sức quan trọng của tổ chức đoàn. Do đó thì cái việc xác lập những cái trọng tâm, trọng điểm, những quan điểm chỉ đạo và những điểm mới là chúng tôi cũng phân tích rất là rõ trong cái bài báo cáo của mình. Mong các đồng chí là chúng ta tập trung để chúng ta thấy được những cái điểm mới, những cái điểm nào cần tập trung triển khai. Còn những vấn đề nào mà chúng ta tiếp tục duy trì, phát huy từ nhiệm kỳ trước thì chúng tôi cũng xin cung cấp ở trong tài liệu để các đồng chí nghiên cứu.
Và báo cáo đồng chí là ngoài những cái tài liệu chính của việc học tập nghị quyết của chúng ta ngày hôm nay, như là cái quyển nghị quyết, như là câu hỏi đáp, như là tài liệu nghiên cứu, vân vân, thì đối với cái phần tuyên truyền giáo dục thì ngay cuối bài thuyết trình thì chúng tôi cũng sẽ nêu với các đồng chí cái hệ thống những cái văn bản liên quan để các đồng chí dành thời gian nghiên cứu bên cạnh nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chúng ta. Phần phương hướng và giải pháp thì báo các đồng chí thì văn kiện của đại hội chúng ta cũng có điểm mới lần này là đối với về công tác tuyên truyền giáo dục và đối với các phong trào hành động cách mạng thì chúng ta đều xác định các cái mục tiêu lớn. Và đối với công tác tuyên truyền giáo dục của nhiệm kỳ này thì văn kiện cũng đã xác định là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật, có sức khỏe, có văn hóa, kiến thức khoa học công nghệ, kỹ năng sống, có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động và sáng tạo. Thì báo các đồng chí đây là tôi cũng xin báo cáo lại nguyên văn về nghị quyết của chúng ta nói về cái những cái mục tiêu lớn của công tác tuyên truyền giáo dục. Về một số điểm mới của lần này so với lần trước, về báo cáo các đồng chí là đối với công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn thì nó có cái tính truyền thống và có cái tính kế thừa rất là cao. Và do đó thì chúng tôi cũng xin phép được báo cáo một số những cái nội dung mới mà chúng ta cần phải tiếp cận vì nó khác so với nhiệm kỳ trước để các đồng chí dễ nắm, dễ nhớ. Về tên văn kiện đại hội 12 thì cũng đã đổi tên một công tác giáo dục thành công tác tuyên truyền giáo dục, bởi giáo dục là nội hàm chung, là nhiệm vụ cơ bản, bao trùm và quan trọng nhất của tổ chức đoàn, thực hiện bằng nhiều phương thức, trong đó chủ yếu là thông qua công tác tuyên truyền và qua thực tiễn thì phong trào hành động cách mạng. Vì vậy tên gọi công tác giáo dục sẽ không làm rõ phương thức tuyên truyền, nội hàm chủ yếu của mục này. Do đó là nhiệm kỳ này thì chúng ta bổ sung thêm cái thành tố tuyên truyền vào công tác giáo dục, là công tác tuyên truyền giáo dục. Về các cái nội dung giải pháp trong văn kiện đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã đề ra rất là cụ thể. Và trên đó thì trước khi chúng ta đi vào những giải pháp về nội dung thì cũng xin phép được trình bày với các đồng chí một số những quan điểm của nghị quyết đại hội lần thứ 12. Bao gồm có 5 quan điểm tất cả. Thứ nhất, quan điểm 1 là phải chuyển hướng công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên giữa tổ chức đoàn với đoàn viên thanh niên. Công tác tuyên truyền giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin từ đoàn đến thanh niên, mà cần chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, phản hồi của thanh niên, từ đó điều chỉnh phương thức tiếp cận phù hợp với thị hiếu, đặc điểm với tâm sinh lý của thanh niên. Thì báo các đồng chí là từ những bài học trước đây của nhiệm kỳ trước thì chúng ta quan điểm xây dựng lần này của nghị quyết đại hội 12 cũng đã đưa cái này vào thành cái quan điểm quan trọng và đặt lên hàng đầu. Về quan điểm thứ hai là muốn tuyên truyền định hướng giáo dục cho thanh niên, đầu tiên trước hết phải hiểu được nhu cầu, nguyện vọng và mong muốn, suy nghĩ của họ. Muốn vậy thì cần đặc biệt chú trọng đến công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Từ việc hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, chúng ta cần chủ động đưa thông tin để thanh niên tiếp cận sớm, đủ với những thông tin chính thống, lành mạnh và không bị tác động bởi tin xấu, tin giả, tin độc hại. Thì cái đoạn đầu thì chúng ta nghe là nó có vẻ giống với cái phần trước. Tuy nhiên ở góc độ này là góc độ của tổ chức đoàn chúng ta, cái trách nhiệm nhiều hơn của tổ chức đoàn với những cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí xuất bản của đoàn cũng cần chủ động hơn, có được những cái thông tin sớm, chính xác và có giá trị để đoàn viên thanh niên chúng ta tiếp cận và có cái thông tin đầy đủ nhất. Và qua đây thì cũng tạo cái uy tín cho những cái thông tin từ đoàn của chúng ta và từ những đơn vị của tổ chức chúng ta đưa ra để làm sao để hình thành một cái thói quen trong các bạn thanh niên trước những sự việc mới, những sự việc phức tạp thì luôn luôn tìm đến những cái kênh thông tin của đoàn. Thì như thế là chúng ta sẽ đảm bảo được cả mục tiêu kép là vừa định hướng tuyên truyền nhưng vừa gia tăng cái vị thế uy tín của công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn. Thứ ba là phải tăng cường chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục của đoàn. Đây là một trong ba giải pháp đột phá của đoàn trong nhiệm kỳ mới. Giải pháp đó cần được tiếp tục duy trì và tiến thêm một bước nữa trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt trong việc tổ chức kiểm tra, đánh giá sự tham gia của đoàn viên trong các hoạt động giáo dục, liên kết giữa các hoạt động trực tiếp với hoạt động trực tuyến, tiếp cận tuyên truyền giáo dục thanh niên trên các nền tảng khác nhau. Thì báo các đồng chí nói tới chuyển đổi số thì chúng ta có thể nghe nhiều. Tuy nhiên một trong những cái quan điểm quan trọng lần này là chúng ta đặt ra cái yêu cầu cao hơn, đặt ra cái sự liên kết cao hơn, đặt ra cái sự bao phủ rộng hơn và đặt ra cái sự kiểm tra, giám sát nó chính xác hơn khi chúng ta sử dụng các công nghệ số đối với công tác tuyên truyền giáo dục. Và như chúng ta cũng đã biết thì trong cái kế hoạch học tập nghị quyết lần này
Thì ngoài cái việc học tập nghị quyết trực tuyến như hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có hai cái đợt kiểm tra và đánh giá và một đợt thi đối với nghị quyết. Thì báo cáo đồng chí là tất cả những cái loại hình đánh giá và kiểm tra này thì chúng tôi cũng cố gắng thực hiện trên các nền tảng số để tạo điều kiện và tiết kiệm cũng như là tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên của chúng ta được tiếp cận một cách nó thuận tiện, dễ dàng và hiệu quả nhất. Như vậy là chuyển đổi số cũng đã đặt thành một cái quan điểm lớn với một yêu cầu rất cao trong nhiệm kỳ vừa rồi và nhiệm kỳ thứ 12 của chúng ta lần này. Cái thứ tư là cần chú trọng cả hai vế xây và chống, trong đó lấy xây làm nền tảng cơ bản lâu dài. Bên cạnh đó, sự nêu gương cũng là một giải pháp hết sức quan trọng, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Cần kiên định quan điểm nêu gương, cán bộ đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ đoàn cấp dưới, cán bộ đoàn nêu gương cho đoàn viên nêu gương cho thanh niên, đoàn viên thanh niên nêu gương cho thiếu niên và nhi đồng. Thì đây cũng là một cái quan điểm trọng tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục. Cái thứ năm là cần phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có của đoàn và kết hợp tổng hòa các phương thức để phục vụ cho công tác giáo dục, đội ngũ làm công tác giáo dục, các thiết chế trong và ngoài đoàn phục vụ công tác giáo dục, các cái lực lượng làm công tác giáo dục vân vân, các không gian làm công tác giáo dục vân vân. Thì ở nhiệm kỳ này thì đối với công tác giáo dục là chúng ta cũng yêu cầu cái sự kết nối và phải tận dụng tất cả những cái điều kiện sẵn có của chúng ta để làm công tác giáo dục, không chỉ có lực lượng tuyên giáo mà còn báo chí xuất bản, mà còn các thiết chế văn hóa, các phong trào hành động cách mạng. Như chúng tôi có trao đổi như lúc đầu thì chúng ta làm tuyên truyền bằng nhiều cách, trong đó là có hai phương thức chính là thông qua cái tuyên truyền trực tiếp của chúng ta như đã trao đổi, và cái thứ hai là thông qua các phong trào hành động cách mạng. Do đó thì cái việc mà chúng ta điều phối kết hợp để tận dụng cái sức mạnh tổng hợp thì một cái yêu cầu, là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 12 lần này. Đó là những cái quan điểm. Chúng ta sẽ đi qua những cái phần nhiệm vụ cụ thể của công tác tuyên truyền và giáo dục của nhiệm kỳ. Thì điểm mới trong văn kiện đại hội lần này là trong mỗi mặt công tác đều xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong công tác tuyên truyền giáo dục thì văn kiện cũng đã xác định rất là cụ thể. Toàn đoàn tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên hiệu quả việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc của đoàn viên thanh niên, chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn hội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, tinh thần tự giáo dục của đoàn viên thanh niên, tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh niên và đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Thì báo cáo đồng chí đây cũng là nội dung tổng hợp của 6 cái nội dung giải pháp trong công tác tuyên truyền giáo dục chính mà đoàn chúng ta đã xác định trong văn kiện của đại hội 12. Tôi xin phép đi vào nội dung đầu tiên là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đại đoàn lần thứ 12 tổ chức trong giai đoạn toàn đảng ta vừa sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện chỉ thị số 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và từ đại kỳ đại hội thứ 10 của đoàn, chúng ta đã thiết kế nội dung này thành một mục riêng. Nhiệm kỳ thứ 11 tiếp tục là như vậy và đến cho nhiệm kỳ thứ 12 thì vẫn duy trì. Đây là nhiệm vụ giải pháp có tính bao trùm trên các mặt công tác giáo dục của đoàn. Những nội dung, nhiệm vụ giải pháp cụ thể của đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngoài văn kiện cũng được cụ thể hóa trong kế hoạch số 407 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về thực hiện chỉ thị số 01 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó kế hoạch cũng xác định 3 quan điểm lớn mà tôi cũng xin phép được nêu khái quát. Thì báo cáo đồng chí là đối với nội dung học tập làm theo Bác thì chúng ta là đưa lên hàng đầu trong cái công tác tuyên truyền giáo dục của đoàn, để thấy được cái sự quan trọng, cái sự kiên trì của tổ chức đoàn đối với cái công việc tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác. Và trong nhiệm kỳ vừa rồi thì chúng ta cũng đã thực hiện nhiều cái chương trình, nhiều kế hoạch dài hơi, có thể là vắt qua 2 nhiệm kỳ của đại hội đoàn để triển khai thực hiện nội dung này. Trong đó cái kế hoạch số 407 là cái nội dung rất là cụ thể, thì cũng mong các đồng chí là chúng ta cũng nghiên cứu tiếp tục cái kế hoạch này để có cái các cái nội dung và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Và trong kế hoạch và trong cái quan điểm triển khai của nghị quyết thì cũng xin được nêu 3 cái nội dung lớn để thực hiện nội dung này.
Thứ nhất là quan điểm thứ nhất là phải kiên trì phương châm, nhận thức phải đúng, nội dung và phương thức triển khai phải phù hợp với các đối tượng và thời điểm. Cách làm phải kiên trì, sáng tạo, liên tục, thường xuyên, có kiểm tra, giám sát, phải thực chất, kết quả, phải cụ thể. Chất lượng và hiệu quả của học tập và làm theo phải được đo lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ và trong sự tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời được đo bằng sự trưởng thành của thanh niên. Thì báo cáo chỉ đây là nội dung cũng rất lớn. Cái quan điểm để chúng ta, như chúng tôi đã nói từ quan điểm lúc đầu đấy, là chúng ta cũng triển khai công tác tuyên truyền giáo dục theo nhiều chiều và theo đa chiều để chúng ta có cái đo lường được cái hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục. Mà hiệu quả ở đây được nêu rất rõ là được đo lường bằng sự đóng góp của tuổi trẻ vào cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như là sự trưởng thành của thanh niên. Và tôi nghĩ là không chỉ đối với nội dung này đâu, trong toàn đoàn chúng ta thực hiện nội dung nào đi nữa thì cái quan điểm tiếp cận này cũng là cái quan điểm chủ đạo trong việc triển khai thực hiện. Quan điểm thứ hai là phương thức thực hiện phải thường xuyên, liên tục và không ngừng đổi mới. Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc hàng ngày, học để hiểu, học để làm theo và sau đó quay lại đánh giá để tiếp tục học. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo, thực hiện đồng bộ giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách. Thì cái này chúng ta cũng theo các cái quan điểm chỉ đạo của Đảng mà đoàn chúng ta đã lĩnh hội được và tiếp thu vào trong cái việc học tập và làm theo Bác. Quan điểm thứ ba là nội dung đột phá trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là sự nêu gương mà trước hết đối với đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt. Thì cái này trong phần trên chúng tôi cũng đã nêu trong cái phần quan điểm của mình. Thì đối với việc học tập làm theo Bác thì trước hết cán bộ đoàn chúng ta cũng có cái hệ giá trị và cái sự nêu gương được yêu cầu như là một yêu cầu bắt buộc để chúng ta triển khai thực hiện nội dung học tập làm theo Bác để làm gương cho đoàn viên thanh niên. Đối với nội dung học tập làm theo Bác thì có một số vấn đề cần lưu ý. Về cơ bản thì những giải pháp nội dung này thì vẫn được thiết kế theo khung của nhiệm kỳ trước, bao gồm là công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình người tốt việc tốt, tổ chức các hoạt động làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các giải pháp và tổ chức thực hiện có một số điểm mới, các đồng chí cũng lưu ý. Một là tổ chức tốt việc học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Văn kiện đại hội cũng đã xác định 100% đoàn viên và 80% thanh niên được học tập chuyên đề, đăng ký hoàn thành các nội dung học tập làm theo Bác. Trong đó, giai đoạn trước thì hàng năm trung đoàn ban hành chuyên đề học tập, việc học tập và kiểm tra đánh giá được các cấp bộ đoàn chủ động thực hiện. Nhiệm kỳ này thì tăng cường chuyển đổi số, việc học tập chuyên đề để cần đi vào thực chất và đánh giá thực chất việc học tập. Do đó là Trung ương đoàn xây dựng các tính năng học tập và kiểm tra cấp giấy chứng nhận trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thì báo cáo chỉ là như tôi cũng đã nêu phía trên là cái vấn đề chúng ta đánh giá kết quả học tập là rất quan trọng. Và hiện nay chúng ta cũng đã có công cụ, chúng tôi cũng đang hoàn thiện để triển khai tới các đồng chí về cái việc đánh giá này. Thứ hai là biên soạn các tài liệu ấn phẩm hiện đại, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt, thảo luận các cuốn sách viết về Bác Hồ, xây dựng, triển khai mô hình nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác. Thứ ba là chú trọng công tác tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Trong đó thì năm 2023 và 2025 thì dự kiến các cấp bộ đoàn chúng ta sẽ tổ chức liên quan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp và tiến tới Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc ở hai cái mốc thời gian này trong nhiệm kỳ. Đó là về cái nội dung về công tác chúng ta triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung thứ hai của công tác giáo dục, tuyên truyền giáo dục là về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trong nhiệm kỳ thì Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành sơ kết việc triển khai kết luận số 05 năm 2018 về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên và xác lập những nội dung giải pháp quan trọng trong thời gian đến. Nghị quyết Đại hội 12 cũng tiếp tục kế thừa, phát triển những nội dung giải pháp trong thời gian qua và nêu những quan điểm, những giải pháp mới để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ. Văn kiện cũng đã xác định những giải pháp trọng tâm như là học tập nghị quyết, xây dựng kho dữ liệu tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, tổ chức cho đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị, nhân rộng các mô hình, cách thức học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Đối với những điểm mới thì chúng ta có 3 điểm mới trong cái việc học tập mà tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng.
Thứ nhất là nghị quyết cũng xác định về đổi mới cách thức học tập, quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của đoàn trong đoàn viên thanh niên để đạt được cái chỉ tiêu 100% cán bộ đoàn được học tập và 80% thanh niên được tiếp cận học tập. Nhưng phương thức thực hiện, cách thức kiểm tra, đánh giá sẽ được số hóa một cách triệt để hơn. Để thực hiện được việc đó, nghị quyết xác định xây dựng và phát triển kho dữ liệu truyền thông hiện đại về những nhận thức mới của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, những quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thì báo các đồng chí tụ chung lại nội dung này thì chúng ta cũng là số hóa, cũng là tiếp cận nhanh hơn những cái chủ trương, những cái định hướng, những cái kết luận, những cái chỉ thị của Đảng về chính trị tư tưởng để đoàn tiếp cận nhanh chóng và có cái hình thức tổ chức học tập cho phù hợp. Thứ hai là tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Đây là giải pháp quan trọng của đoàn với mục tiêu giáo dục thanh niên tự rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để trở thành người công dân có ích cho xã hội, nêu cao khát vọng cống hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân, coi đó là lẽ sống của mỗi người trẻ. Ở đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm để triển khai kết luận hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thứ ba, tại Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 11, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã lưu ý để cần tránh những cái biểu hiện nhạt Đảng, khô đoàn, xa rời chính trị trong một bộ phận đoàn viên thanh niên. Với những nỗ lực của tổ chức đoàn trong nhiệm kỳ, chúng ta đã bước đầu khắc phục được tình trạng này. Và để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cách mạng cho đoàn viên thanh niên, nghị quyết đại hội cũng đã xác định và đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của đoàn viên trong việc nghiên cứu lý luận chính trị, tập trung các giải pháp để khắc phục những biểu hiện của bệnh lười học chính trị trong một bộ phận đoàn viên và nhân rộng các hình thức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì báo cáo chỉ là trong cái phần tổng quan của mình thì trong đó chúng ta cũng đã nhắc tới một cái việc là có một bộ phận thanh niên là lười học chính trị. Thì như vậy đây là nhiệm vụ của công tác tuyên truyền giáo dục của mình. Thì chúng ta trong cái nhấn mạnh của nghị quyết, của cái văn kiện của đại hội thì chúng ta cũng nêu lại vấn đề này để chúng ta phải có những giải pháp khắc phục, có được những cái giải pháp để vận động, có được những công cụ tiện lợi, khoa học, hiệu quả để giới thiệu cho đoàn viên thanh niên để các bạn cảm thấy đây là một cái nhu cầu cần phải tiếp cận, cần phải tìm hiểu về chính trị để khắc phục cái biểu hiện mà đồng chí Tổng Bí thư đã nêu là nhạt Đảng, khô đoàn, xa rời chính trị. Chúng ta có hai vấn đề cần lưu ý đối với việc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Thứ nhất là cần áp dụng triệt để chuyển đổi số cho công tác giáo dục chính trị để cụ thể hóa quyết định số 311 của Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Thì báo cáo đồng chí thì đây cũng là cái nội dung mà sáng nay đồng chí Bí thư Thường trực cũng đã có nhắc đến. Chúng ta cũng đã tham mưu và có cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nội dung này để thấy được cái tầm quan trọng của cái việc đổi mới nội dung phương thức mà tập trung là ứng dụng công nghệ trong cái công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là đối với đối tượng của đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó thì cần đồng bộ và tiến tới xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền của đoàn trên không gian mạng để mỗi cấp bộ đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên có thể sử dụng và chia sẻ. Thì báo cáo đồng chí là thời gian qua thì các cái giải pháp này thực ra không phải của nhiệm kỳ này đâu, mà nhiệm kỳ trước chúng ta đã bắt đầu làm và cũng rất có hiệu quả, như các cái thiết kế ấn phẩm này, các cái thiết kế trên mạng xã hội v.v. thì chúng ta cũng đã thống nhất để triển khai trong cả hệ thống. Nó tạo thành cái nhận diện, tạo thành sức lan tỏa và nó tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền của chúng ta, nhất là trên không gian mạng. Thì một lần nữa, đây cũng là một vấn đề lưu ý trong nhiệm kỳ này, chúng ta cần phải tiếp tục để đẩy mạnh việc này để nó phát huy tốt hơn cái việc cụ thể hơn cái việc chúng ta chuyển đổi số và lấy thanh niên làm trung tâm trong công tác tuyên truyền giáo dục. Thứ hai, cái vấn đề lưu ý thứ hai là cần tiếp tục duy trì và thực hiện tốt hơn nữa, thường xuyên hơn nữa việc chủ động nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên. Các cấp bộ đoàn cần xây dựng và tận dụng nhiều kênh thông tin, nhiều phương tiện để nắm bắt tình hình thanh niên, kịp thời báo cáo thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thanh niên, tránh xảy ra điểm nóng, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, nhất là trong hệ thống báo chí của đoàn. Thì nội dung này thì có vẻ là tôi lặp lại nhưng mà nó cũng rất là quan trọng trong cái nhiệm vụ về tuyên truyền định hướng cho thanh niên, và nhiệm vụ này nó phải thực hiện được một cách thường xuyên liên tục, chứ nó không chỉ là diễn ra trong một số những cái thời gian cao điểm ở một số bộ phận thanh niên, mà chúng ta phải kiên trì đeo bám nội dung này
khi chúng ta có đủ thông tin, chúng ta có đủ công cụ, thì như vậy cái công tác tuyên truyền định hướng chúng ta mới kịp thời. Và một lần nữa thì cái uy tín, cái thông tin định hướng từ tổ chức đoàn chúng ta lại được nâng lên. Nội dung thứ ba lớn là về công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Thì báo cáo đồng chí là ở nội dung này thì văn kiện cũng đã xác định 4 nhóm nội dung giải pháp rất là cụ thể. Một là tập trung tổ chức các chương trình hoạt động, các đợt sinh hoạt chính trị có tính hệ thống, đồng bộ, rộng khắp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc là kết hợp. Thứ hai là tổ chức cho đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi tham gia các diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên liên quan ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm, thi tìm hiểu v.v. nhân các ngày lễ lớn của đảng, của đoàn và của đất nước. Thứ ba là tiếp tục triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ, tập trung đầu tư xây dựng, chăm sóc, tôn tạo và giới thiệu tôn tạo giới thiệu các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa cho đoàn viên thanh niên, xây dựng các đội tuyên truyền viên trẻ tại các khu di tích, công trình văn hóa, v.v. Thứ tư là định kỳ tổ chức các hội thi, liên hoan tuyên truyền các khúc cách mạng, tìm hiểu lịch sử Việt Nam, truyền thống địa phương, đơn vị trong các cấp bộ đoàn, hội đội. Và để triển khai thực hiện những giải pháp trên thì Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong quan trọng trong giai đoạn 2023-2027. Thì giai đoạn này nó cũng bao trùm cả cái nhiệm kỳ lần thứ 12 của chúng ta. Đây là lần đầu tiên ban hành một văn bản về giáo dục truyền thống có tính có thời gian dài như vậy, và với mục đích định hướng để các cấp bộ đoàn có sự chủ động trong việc thiết kế, chuẩn bị triển khai các nội dung. Vì vậy các cấp bộ đoàn, các đồng chí cũng cần nghiên cứu thật kỹ, có sự chuẩn bị, rà soát các sự kiện quan trọng của địa phương, đơn vị để tính toán thiết kế hoạt động các hoạt đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục cho thanh niên cho phù hợp. Thì báo các đồng chí đây cũng là một cái điểm lưu ý trong cái việc chúng ta triển khai thực hiện bây giờ, cái tính hệ thống, cái thời điểm và cái tính là lan tỏa nó đặt một cái yêu cầu cao hơn. Do đó là cùng với cái kế hoạch tuyên truyền của Trung ương thì chúng tôi cũng mong muốn là các địa phương chúng ta cũng cụ thể hóa một bước trên cái tinh thần như của Trung ương, là có giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm, và nhiệm vụ nào chúng ta tham gia cùng với tuổi trẻ cả nước, nhiệm vụ nào chúng ta phục vụ riêng cho địa phương đơn vị mình thì phải được một sắp xếp một cách hết sức khoa học và có tính kế hoạch trong nhiệm kỳ. Thứ tư là về công tác giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Văn kiện cũng xác định 7 nhóm giải pháp lớn để triển khai thực hiện. Thứ nhất là nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hành đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đoàn, hội và phụ trách đội. Thứ hai là nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ giá trị và xác lập các tiêu chí cụ thể của hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, tổ chức cuộc vận động thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Thứ ba là tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trong thanh niên, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng trong thiếu nhi. Tổ chức các trào lưu xu hướng tích cực trên không gian mạng để thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng và làm theo. Thứ năm là giáo dục thanh thiếu niên về các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn phát huy các giá trị về gia đình, hệ giá trị quốc gia, dân tộc, tăng cường đấu tranh phòng chống lại các quan điểm, các hành vi phản đạo đức, phi đạo đức và phản văn hóa. Thứ sáu là phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi. Thứ bảy là làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, nhân rộng và phát huy các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực, các đối tượng và các khu vực. Thì báo các đồng chí nội dung này thì tôi cũng hệ thống lại theo cái tinh thần của nghị quyết đầy đủ để chúng ta nắm để triển khai thực hiện. Có hai vấn đề cần quan tâm đối với việc giáo dục đạo đức lối sống văn hóa. Thứ nhất là tại Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 10, trên cơ sở phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thì toàn đoàn đã cụ thể hóa và triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên của Việt Nam trong thời kỳ mới với ba giá trị cốt lõi là tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Đại hội lần thứ 11 tiếp tục cụ thể hóa ba giá trị cốt lõi thành 12 tiêu chí. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương đơn vị chủ động lựa chọn và xác lập các tiêu chí phù hợp với mình. Và Đại hội 12 là tiếp tục xác định triển khai phong trào này, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện hệ giá trị, xác lập các tiêu chí cụ thể của hình mẫu thanh niên trong thời kỳ hiện nay. Thì báo cáo đồng chí chúng tôi nêu lại vấn đề này để chúng ta thấy cái định hướng và cái việc chúng ta kiên trì thực hiện xuyên suốt qua ba nhiệm kỳ đối với cái nội dung giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên. Các nội dung này thì sẽ được Ban Thường vụ Trung đoàn cho ý kiến, trên cơ sở đó ban hành kế hoạch để triển khai trong cả hệ thống. Cái thứ hai là cần tiếp tục kiên trì thường xuyên đăng tải các tin tốt, câu chuyện đẹp để phủ xanh các không gian tuyên truyền của thanh niên,
Thì báo các đồng chí là nó cũng nội dung này thì chúng tôi cũng đã được nhắc đến nhiều lần, cũng cần phải có cái sự kiên trì và thống nhất trong các nhận thức của chúng ta ở các cấp để phủ xanh các không gian tuyên truyền của chúng ta để thanh niên có cơ hội tiếp cận các thông tin tích cực. Thứ năm, về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì nội dung này văn kiện cũng xác định 4 nội dung của việc thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật là lựa chọn nội dung, đổi mới đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến thanh niên và chính sách pháp luật về thanh niên, tăng cường các giải pháp định hướng tuyên truyền cho thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật, kịp thời phát hiện, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Thứ ba là chủ động phối hợp với các ngành trong công tác hỗ trợ giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, duy trì phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trong cả hệ thống. Trong triển khai thực hiện cần chú trọng tính liên tục, thường xuyên, tăng cường sự phối hợp, cộng tác và hỗ trợ của các chuyên gia và các ngành. Thì báo cáo chỉ đây cũng là cái nội dung thường xuyên, liên tục chúng ta phải làm. Nhất là trong thời gian gần đây thì báo cáo chỉ là có một số những cái chính sách pháp luật liên quan trực tiếp tới thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên của chúng ta. Do đó là trước hết và trên hết là ngoài cái việc chúng ta tuyên truyền chung về pháp luật thì chúng ta cũng cần phải đặt trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền về luật thanh niên, về các cái chính sách, về chiến lược phát triển thanh niên của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Để hơn ai hết, các cấp bộ đoàn và thanh niên chúng ta phải nắm rõ, nắm chắc và từng bước tổ chức thực hiện những cái văn bản pháp luật hết sức quan trọng và có liên quan trực tiếp tới thanh niên này. Nội dung cuối cùng của công tác tuyên truyền giáo dục thì báo các đồng chí đây là cái nội dung về đổi mới phương thức giáo dục của đoàn. Đây không phải là nội dung nhưng mà nó là một cái phương thức trong nhiệm kỳ mới này. Chúng ta cũng nêu thành một mục riêng, mục thứ 6 trong văn kiện để thấy được cái sự quan trọng, cái sự cấp bách của cái việc mà chúng ta đổi mới cái phương thức giáo dục của đoàn. Trong đó thì so với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này đã xác lập các giải pháp để đổi mới phương thức giáo dục của đoàn toàn diện hơn, theo đúng quan điểm phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có của đoàn và kết hợp tổng hòa các phương thức để phục vụ cho công tác giáo dục, như là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, xây dựng các bộ công cụ, các sản phẩm chuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức, các cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng giáo dục thanh niên, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ và cái sự vào cuộc của các cơ quan báo chí xuất bản, các trang cộng đồng của đoàn trên mạng xã hội, các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi do đoàn quản lý. Thì báo cáo chỉ đây cũng là nội dung chúng ta nhắc lại về các cái phương thức cần phải đổi mới tuyên truyền giáo dục của đoàn trong nhiệm kỳ. Bởi vì các phương thức này nghe thì có vẻ không mới, tuy nhiên nếu chúng ta không triệt để, không quán triệt, không yêu cầu cao, không yêu cầu tính hiệu quả của các cái phương thức này thì năm cái nội dung vừa rồi chúng ta triển khai nó sẽ kém hiệu quả và sẽ không đáp ứng được theo cái định hướng, theo những cái quan điểm lớn của nhiệm kỳ đại hội lần này. Về cái nội dung đổi mới phương thức giáo dục của đoàn thì cũng có hai nội dung chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là trong 10 chương trình đề án đã được đại hội thông qua, có cái chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên, thanh thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Các giải pháp cơ bản để đổi mới nội dung phương thức trên không gian mạng đã được đề cập rất cụ thể trong 14 mục tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trong đề án. Thì đề nghị các đồng chí tại các cấp chúng ta cũng cụ thể hóa một bước đối với cái đề án hết sức quan trọng này. Thứ hai là phải nhận thức đúng và thể hiện sự quyết tâm cao, kiên trì trong triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục ứng dụng thanh niên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, mà trước hết là cập nhật dữ liệu. Trong quá trình triển khai thực hiện cần chú trọng tuyên truyền thông tin đầy đủ đến đoàn viên thanh niên về những tính năng tiện ích của app, tránh áp đặt tạo sức ép gây phản ứng ngược, phản ứng của các đơn vị. Đối với Trung ương đoàn thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện và cải tiến các tính năng của app. Bên cạnh đó thì phải thực hiện quyết liệt việc kết nối các hệ thống các trang mạng xã hội của đoàn để tạo thành sức mạnh thông tin chung. Thì báo các đồng chí là trong việc chúng ta triển khai các nội dung mới, nhất là ứng dụng công nghệ, thì chúng ta cũng sẽ vấp phải những cái phản ứng do chúng ta cung cấp thông tin chưa đầy đủ và đến đoàn viên thanh thiếu nhi của chúng ta. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh điều này để chúng ta thống nhất nhận thức trong toàn đoàn là cái việc chuyển đổi số, đưa hoạt động chúng ta lên không gian số là điều kiện bắt buộc. Do đó thì cái việc chúng ta tuyên truyền nhận thức của đoàn viên thanh niên để tham gia cái này, và chúng ta phải nhận thức được cái sản phẩm, cái app Thanh niên Việt Nam này là cái sản phẩm của toàn đoàn chứ không chỉ là của Trung ương hay của cấp nào cả.
để chúng ta có một cái nhận thức, có cách tiếp cận nó đúng đắn trong cái việc tham gia triển khai thực hiện. Chúng ta cũng phát hiện ra những cái điều, những cái nội dung, những cái tính năng mà có thể app cũng chưa đáp ứng được hết cái nhu cầu nguyện vọng của mình, nhưng chúng ta cũng phải có một cái tâm thế để góp ý, để xây dựng nó, để trở thành một cái ứng dụng chung cho cái việc triển khai công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi, trong đó có công việc tuyên truyền giáo dục. Thì đây là cái nhiệm vụ rất quan trọng mà chúng tôi cũng rất mong là các cấp bộ đoàn của chúng ta phải xem đây như là một cái nhiệm vụ chính trị của mình để triển khai thực hiện. Đó là một số những nội dung mà đối với công tác tuyên truyền giáo dục mà chúng tôi cũng muốn báo cáo với hội nghị của chúng ta. Như tôi cũng trao đổi lúc đầu thì đối với các cái văn bản, các cái nội dung mà các đồng chí có thể tham khảo thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp để các đồng chí nghiên cứu sâu hơn, nhiều hơn các mô hình giải pháp để triển khai tốt cái công tác tuyên truyền và giáo dục. Bởi vì trong cái thời gian cho phép thì chúng tôi cũng không thể đi vào những mô hình cách làm cụ thể, mà cũng mong các đồng chí là chúng ta sẽ có cái việc nghiên cứu sâu hơn. Thứ hai, đối với phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc thì báo với các đồng chí là tại đại đoàn toàn quốc lần thứ 12 thì tiếp tục xác định tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc là tên gọi chung của phong trào hành động cách mạng của đoàn. Đây là một trong ba phong trào lớn của chúng ta tiếp tục triển khai tại nhiệm kỳ đại hội 12. Nội dung về xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được thể hiện xuyên suốt thông qua các kỳ đại hội của đoàn và cũng là nội hàm cơ bản của nhiều phong trào hành động cách mạng của đoàn, nhất là trong giai đoạn đất nước còn chiến tranh. Trong nhiệm kỳ đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 9, thứ 10, nội dung này đã được thể hiện gắn liền với cụm từ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Và cho đến đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 thì lần đầu tiên tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã được xác định là tên gọi đầy đủ của một phong trào hành động cách mạng. Thì báo các đồng chí là nó cũng có cái tính lịch sử đối với cái phong trào hành động cách mạng này. Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được đại đoàn toàn quốc lần thứ 12 xác định triển khai gồm 4 nhóm nội dung chính trên cơ sở kế thừa của đại hội lần trước. Bởi báo các đồng chí đối với đại hội lần này thì ba phong trào hành động cách mạng chúng ta giữ nguyên về tên gọi, tuy nhiên nội hàm thì cũng có thay đổi để chúng ta triển khai có hiệu quả hơn. Thì đối với tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc thì chúng ta có 4 nhóm nội dung chính. Thứ nhất là xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đối với nội dung đầu tiên này thì chúng ta có 3 giải pháp. Đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai là tham gia xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn và lành mạnh, tham gia xây dựng, củng cố, vững chắc thế hệ thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng miền và trên biển. Đoàn các cấp thực hiện nghiêm túc chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng theo quy định và theo phân công. Thì đối với những nội dung lớn này thì chúng ta sẽ được định hướng từ các cấp ủy, chính quyền và đối với các lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Nội dung thứ hai là về xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Thì nội dung này gồm 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của đoàn phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng vũ trang, trong đó tập trung triển khai hiệu quả các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên quân đội rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thanh niên công an dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xung kích sáng tạo tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc. Thứ hai là phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, cuộc sống cộng đồng và trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh. Thứ ba là xây dựng tổ chức đoàn các cấp trong lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội hàm thứ ba là xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ với 3 nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu, nâng cao giá trị thực tiễn của các chương trình, cuộc vận động trong toàn đoàn như cuộc vận động nghĩa tình biên giới, biển đảo, hành trình tuổi trẻ về biển đảo quê hương, chương trình tháng 3 biên giới, sinh viên với biển đảo Tổ quốc. Thứ hai, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc, thiết thực của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên để hướng về biên giới và biển đảo. Thứ ba là xây dựng các chương trình ký kết, các hoạt động giữa các cơ sở đoàn, hội với các địa bàn biên giới, biển đảo.
tiếp tục tăng cường các hoạt động giúp đỡ các gia đình, thân nhân, cán bộ chiến sĩ công tác nơi biên giới biển đảo. Thứ tư là xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư với 3 nhóm giải pháp. Một là thanh thiếu niên trên địa bàn dân cư tích cực phối hợp với thanh niên lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả của thiên tai dịch bệnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tuần tra tự quản, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ở các cơ sở, tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong thanh thiếu niên. Thứ ba là kiên trì phối hợp với các ngành trong giáo dục giúp đỡ cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến tại địa bàn dân cư. Đó là về 4 cái nhóm giải pháp chính mà văn kiện cũng đã đề ra, cũng rất là cụ thể. Tuy nhiên là trong triển khai thực hiện thì do đây là nhiệm kỳ thứ 2 chúng ta triển khai thực hiện phong trào này, cho nên chúng tôi cũng có một số vấn đề cần lưu ý. Là trong 3 nhóm giải pháp lớn của phong trào thì một nhóm giải pháp dành cho tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang, còn 2 nhóm giải pháp còn lại đề cập trách nhiệm của các tổ chức đoàn ngoài lực lượng. Báo cáo đồng chí là điều này chúng ta là khẳng định là khi mà chúng ta nghe tới cái tên phong trào là xung kích bảo vệ Tổ quốc thì chúng ta cũng hay suy nghĩ, có một cái suy nghĩ rằng là đây là cái phong trào dành riêng cho các lực thanh niên trong các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên báo cáo đồng chí đây là một trong 3 phong trào lớn mà toàn đoàn chúng ta thực hiện. Do đó là tất cả các đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, thanh niên địa bàn dân cư và cả tất nhiên là có thanh niên lực trong các lực lượng vũ trang, chúng ta đều triển khai thực hiện nội dung này. Và trong đó thì lực lượng vũ trang tất nhiên sẽ là lực lượng nòng cốt để triển khai thực hiện. Do đó cái công tác phối hợp, công tác xác lập những cái nội dung giải pháp, xác lập địa bàn, xác lập những công trình phần việc cụ thể để triển khai nội dung này là cần một cái sự liên kết và cần một cái sự chủ động của tất cả các bạn đoàn viên thanh niên của chúng ta. Do đó đây cũng là một cái lưu ý trong việc triển khai phong trào, chứ không riêng gì cái phong trào này là thiết kế dành riêng cho thanh niên lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó thì việc duy trì phát triển mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò xung kích của thanh niên hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, thì báo cáo đồng chí đây cũng là những cái phần việc, những cái nội dung giải pháp mà chúng ta có thể gợi ý nhau được để thực hiện cái phong trào này đối với tất cả các lực lượng đoàn viên thanh niên. Như chúng ta cũng đã thấy là hiện tại thì chúng ta đang trong cái tháng 3, tháng thanh niên, thì một loạt các hoạt động hướng về biên giới, tháng 3 biên giới thì cũng đã được tổ chức đồng loạt trên các địa bàn, các địa phương có biên giới và kể cả các cái đơn vị không có đường biên giới giáp biên, tuy nhiên cũng tổ chức những cái hoạt động để hướng về các địa bàn này. Thì đây cũng là một việc cụ thể hóa mà chúng ta cũng đã duy trì cái việc làm này thường xuyên, liên tục trong suốt các nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo đồng chí đó là những cái nội dung chúng tôi cũng xin trao đổi các đồng chí đối với cái phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Và như chúng tôi cũng trao đổi lúc đầu thì để bổ trợ cho cái chuyên đề của mình trong cái thời gian cũng hết sức là ngắn trong buổi sáng ngày hôm nay, thì Ban tuyên giáo Trung ương đoàn cũng đã có cung cấp thêm hệ thống tài liệu để các đồng chí tại các cơ sở chúng ta cũng có thời gian chúng ta nghiên cứu thêm để chúng ta mở rộng thêm các cái chức năng rồi các mô hình giải pháp và phù hợp với cái điều kiện của địa phương đơn vị của mình trong thực hiện cái nội dung về tuyên truyền giáo dục cũng như là cái phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Xin báo cáo với hội nghị là trên đây là cái phần trình bày của tôi theo phân công của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban tổ chức hội nghị về 2 nội dung sáng nay. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian lắng nghe và cũng xin chúc cho các đồng chí có một cái hội nghị học tập thật là hiệu quả và chúng ta sẽ có cái điều kiện để bắt tay ngay dựa trên những cái tài liệu, những cái chất liệu mà chúng ta có được từ hội nghị này để bắt tay ngay vào xây dựng cái chương trình của địa phương đơn vị mình. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí.